Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe gian TCR 6500. Xe được trang bị cấu hình full Shimano Tiagra, Miyabi vòng Mavic. Và bây giờ em sẽ vào quay chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Xe gian khung nhôm, nước sơn nguyên bản. Xe còn rất là mới. Xe chủ cũ đi rất là giữ gìn. Hầu như là toàn bộ chiếc xe không có một vết xước nhỏ là đáng kể. Cực mới và đẹp. Đồ Tiagra là một cái đồ cũng khá là cao cấp của Shimano. Phanh ba mảnh, vành Mavic của Pháp, Mayer Mavic vi vòng. Trang bị full Shimano Tiagra. Cả chiếc xe còn rất là mới đẹp. Và bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Thì chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m54-55 đến khoảng 74-75 đi là phù hợp. 64. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. 65 đến khoảng 74-75 đi là phù hợp. Chuyển động của chiếc xe thì rất là mượt mà. Lên xuống rất trơn tru. Các nào ăn chắc đấy. Và chiếc xe này có giá bán rất tốt bên em là 11.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi được những video về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.